Cái chương trình này để nhằm cho cán bộ công nhân viên có được một cái cuộc chơi, một cuộc thi rất là bổ ích, đem lại cho mọi người một cái thời gian rất là thoải mái để làm sao mọi người có thể tiếp tục làm việc những ngày mà vất vả. Qua chương trình này thì chúng ta có thể tìm được nhiều tài năng hơn nữa ở tập đoàn FPT. Thực ra thì bản thân em thì em cũng là người trẻ, cũng hay tham gia công tác đoàn đội, nên em nghĩ là chương trình này rất là thú vị. Dàn người mẫu diễn viên quá đẹp, giải thưởng quá tuyệt vời, và hy vọng rằng là mình sẽ là một trong những người đạt 10 triệu đấy. Có nhiều những cái điểm rất là nổi bật. Thứ hai là cũng có thể là thu hút được rất nhiều những cái là thành viên của trong tập đoàn
để mà tham gia vào các cái tìm kiếm tài năng. F-Star cứ máu là xong. 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 F-Star cứ máu là xong.